Về trường hợp của Xuân Trường thì bạn ấy luyện tập rất là nhiều và hôm nay bạn ấy đã ghi được một bàn thắng hết sức đẹp mắt. Bàn thắng này là sức bật kết quả của những thời gian tập luyện chăm chỉ cũng như tất cả các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Thì các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ trước khi có trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội. Trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi thực sự muốn là có sự chuẩn bị tốt nhất thi đấu để làm sao xóa đi những hình ảnh trước đây của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với câu lạc bộ Hà Nội để viết nên một trang sử mới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, mở màn ra một trang sử mới để chúng tôi quên đi những trận đấu thua trước đây của Hoàng Anh Gia Lai trước câu lạc bộ Hà Nội. Bây giờ thì trận đấu cũng khép lại rồi thì kia thì sắc để nói về cái sự chuẩn bị về mặt chuyên môn và đặc biệt là yếu tố chiến thuật, làm thế nào để có thể mang lại cho Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng ngày hôm nay và mở ra một chương sử mới cho đội bóng. Trước trận đấu này thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị và chúng tôi rất tôn trọng các cầu thủ Hà Nội bởi vì các cầu thủ Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi và quan trọng ở đội tuyển quốc gia và cả những cầu thủ ngoại nữa. Vấn đề ở đây là chúng tôi phải làm mọi cách để khóa các cầu thủ này lại, không cho họ những khoảng trống và đá theo ý đồ của chúng tôi. Thưa anh Sắc, là Bồ Đức đã có một câu là khi nào mà vượt qua Hà Nội rồi lúc đấy mới tính Hoàng Anh Gia Lai có phải là ứng cử viên hay không. Ngày hôm nay anh có nhìn nhận là Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành một ứng cử viên vô địch hay không? Chúng tôi hiện tại thì chưa nghĩ đến chức vô địch bởi vì giai đoạn 1 thì vẫn chưa kết thúc. Ở trước mắt thì chúng tôi còn phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh nữa, như là Bình Dương và một số đối thủ khác nữa, nên là chưa thể nghĩ được tới ngôi vô địch ngay lúc này. Mong muốn của chúng tôi là bây giờ sẽ giải quyết từng trận đấu một. Nếu như chúng tôi chủ quan thì Viettel lập tức áp sát ngay, bởi vì hiện tại thì chênh lệch của chúng tôi với câu lạc bộ Viettel chỉ có một trận đấu mà thôi, nên là chúng tôi phải rất cẩn trọng và tập trung thi đấu từng trận một. Thưa anh Sắc, là Hoàng Gia Lai đã xô đổ rất nhiều những kỷ lục buồn của câu lạc bộ, ví dụ như trước trận thắng hay là thắng trước Hà Nội. Thì sau những cái trận thăng hoa như thế thì anh làm sao để giữ những cái đôi chân của cầu thủ trên mặt đất? Hiện tại thì đội bóng của chúng tôi đang có 26 cầu thủ. Trong 26 cầu thủ này, chúng tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ là luôn luôn nắm bắt cái ý đồ chiến thuật để khi có nhiệm vụ giao cho các cầu thủ thì các cầu thủ có thể nhận nhiệm vụ ngay. Chính vì thế mà chúng tôi có thể chia sẻ được cho nhau về mật độ thi đấu. Rất may mắn là chúng tôi hiện nay các ca chấn thương thì chúng tôi đã vượt qua được. Chính vì sự chia sẻ đấy nên thể lực của đội bóng thì vẫn giữ được. Trận đấu ngày hôm nay thì nó giống như một trận đấu của đội tuyển quốc gia thu nhỏ và chia đôi ra đấu. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn trình diễn những kỹ năng tốt nhất của mình để trình diễn lối bóng đá đẹp, cống hiến cho khán giả Việt Nam và khán giả Đông Nam Á. Khi mà anh mời đến tất cả mọi người đều hoài nghi thì anh nói rằng Hoàng Gia Lai có cơ hội vô địch. Rồi đến lúc mà tất cả mọi người đều công nhận Hoàng Gia Lai thì anh lại từ chối. Tôi chỉ nói là muốn cho đội bóng thi đấu ở AFC Champions League thôi, chứ không phải là nói đội bóng vô địch. Nếu trong trường hợp mà có những cái cầu thủ mà có cái tâm lý tự mãn sau những cái trận thắng như này, anh làm sao để mà khiến cho cầu thủ đấy mà không bị bay cao quá mà vẫn giữ được cái đôi chân trên mặt đất, vẫn là cái ý phần đấy? Thực sự ra thì chúng tôi đã có một cái bài học hết sức quý giá trong trận đấu với Nam Định. Khi mà chúng tôi chỉ lơ là một chút thôi mà đội Nam Định đã gỡ liền tới 3 bàn thắng. Rất may là ở trận đấu đó thì chúng tôi đã ghi được bàn thắng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu để giành chiến thắng. Rút kinh nghiệm từ trận đấu đó thì các cầu thủ đã ý thức được và chúng tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ là cần ý thức và không được tự mãn. Chắc hỏi một câu là cái hệ thống chơi của Hoàng Gia Lai bây giờ thì có lẽ là các đối thủ cũng sẽ dần dần quen với cái hệ thống chiến thuật của Hoàng Gia Lai bây giờ, thì anh có nghĩ đến cái trường hợp đó chưa và có cái phương án dự phòng cho mấy cái trường hợp đấy? Tôi cũng đang nghĩ đến
những cái phương án để không bị bắt bài. Và như thời kỳ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thì tôi đã xây dựng nhiều đội hình khác nhau như 4-3-3 hay là 4-4-2 để cho các cầu thủ nắm bắt được các ý đồ chiến thuật của chúng tôi và thay đổi những ý đồ chiến thuật đó. Tuy nhiên hiện tại thì tôi muốn các cầu thủ của tôi thực hiện nhuần nhuyễn cái sơ đồ chiến thuật này rồi sẽ tính tiếp. Đây là trách nhiệm của một huấn luyện viên và tôi muốn là các cầu thủ sẽ phải hiểu tất cả các ý đồ chiến thuật của tôi. Điều quan trọng nhất của Hoàng Gia Lai trong 3 trận cuối cùng giai đoạn 1. Hiện tại ở 3 trận tiếp theo giai đoạn 1 thì đội nào cũng muốn đánh bại Hoàng Anh Gia Lai. Chính vì vậy là chúng tôi sẽ phải rất thận trọng. Sau hiệp 1 của trận đấu thì anh nói gì với các cầu thủ trong vòng thay đồ? Trước hiệp 1 thì chúng tôi đã nói với các cầu thủ là mục tiêu của chúng tôi là một điểm. Tuy nhiên thì sau khi Xuân Trường ghi được một bàn thắng thì tôi động viên các cầu thủ là tiếp tục thi đấu như thế và để giành được điểm số cao nhất. Ok, cảm ơn anh nhé.